Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp quản lý doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp tới việc tham gia thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua có rất nhiều điều kiện kinh doanh vô lý, hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân cũng như ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của quốc gia. Có thể nói điều kiện kinh doanh có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, với tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh như hiện nay, điều quan trọng nhất và nên làm nhất là cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để có được những cắt giảm hiệu quả và có được điều kiện kinh doanh còn lại có chất lượng tốt. Và thực tế cho thấy đã có những dẫn chứng cụ thể về việc lắng nghe doanh nghiệp đem lại những hiệu quả tốt cho môi trường kinh doanh. Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần lắng nghe doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong thời gian qua, có những nghị định khiến biết bao doanh nghiệp phải lao đao, thậm chí là phải đóng cửa hoặc không thể hoạt động được nữa vì không thể đáp ứng những điều kiện kinh doanh được quy định trong nghị định đó. Rồi lại có trường hợp, dù mới chỉ là dự thảo nghị định, nhưng cũng đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp vì những điều kiện kinh doanh vô lý được quy định trong đó. Và nếu dự thảo này được thông qua và ban hành, thì sẽ có vô số những điều kiện kinh doanh vô lý lại mọc ra. Mời quý vị đến với tổng hợp sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trong số 243 ngành nghề nằm trong danh mục kinh doanh có điều kiện, có 29 ngành nghề thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải và 28 ngành nghề thuộc quản lý của Bộ Công Thương. Đây cũng là hai lĩnh vực có nhiều phản ánh của doanh nghiệp về những bất cập trong việc áp dụng các điều kiện kinh doanh. Dẫn chứng, trong lĩnh vực giao thông vận tải có thể thấy, Nghị định 86 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh taxi vận tải theo hợp đồng phải đạt số lượng xe tối thiểu trong phương án kinh doanh được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt mới có thể hoạt động. Điều này vô hình chung đã trực tiếp loại bỏ đến 70% doanh nghiệp vận tải nhỏ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn chiếm giữ thị trường, làm giảm cơ hội lựa chọn dịch vụ của khách hàng. Trong khi đó, không có cơ sở nào cho thấy doanh nghiệp có nhiều phương tiện hơn thì chất lượng dịch vụ tốt hơn hay an toàn hơn khi tham gia giao thông. Qua mỗi lần hội thảo đóng góp rất nhiều, nhưng mà tiếp thu thì lại không. Mà tôi nói là ý kiến của các ủy ban nhân dân thành phố, năm cái đơn vị thí điểm lớn á, đều có ý kiến hết. Tức là khẳng định cái hoạt động mà kinh doanh hợp đồng điện tử là không có, nó chỉ là phương thức giao dịch. Và nó thực chất là cái kinh doanh taxi với một cái quy trình điều hành quản lý của Grab là như taxi. Đều đã có ý kiến của các chuyên gia, của các hiệp hội cũng nói mãi. Nhưng mà cái sự tiếp thu thì không có. Tức là cứ mỗi một lần sau khi trao đổi đóng góp xong thì sau đó chúng ta lại có một cái bản dự thảo gần giống như cũ. Và những cái thay đổi nó lại là ẩn khuất chỗ này chỗ khác, nó không thể hiện được. Và đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng nên hay chăng thay đổi ban soạn thảo. Bởi vì qua tới lần thứ 5 rồi mà như thế thì nó mất rất nhiều công sức của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp. Nghị định 86 năm 2014 cũng cho thấy có sự phân biệt đối xử giữa các chủ thể trong cùng một điều kiện. Cụ thể, cùng một phương tiện giao thông là ô tô, nhưng niên hạn tham gia giao thông ở đô thị loại đặc biệt là 8 năm. Trong khi đó, niên hạn ở các địa phương khác lên tới 12 năm. Các doanh nghiệp vận tải cho rằng đây là điều kiện hết sức vô lý vì không có quy định nào hạn chế việc di chuyển của các phương tiện giao thông giữa các địa phương. Như vậy, nếu doanh nghiệp đăng ký phương tiện ở địa phương khác nhưng đưa đến các đô thị đặc biệt lưu thông hoặc ngược lại thì có ảnh hưởng gì, vi phạm gì hay không? Hay lại có điều kiện doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải có đủ diện tích đất làm bãi đỗ xe. Điều này không khả thi vì không phải thành phố nào cũng có quy hoạch diện tích dành cho bãi đỗ xe cho các doanh nghiệp. Trên thực tế, để lách luật, các doanh nghiệp vận tải phải làm các hợp đồng ma về thuê bãi đỗ xe để có đủ điều kiện kinh doanh. Thêm vào đó, việc quy hoạch giới hạn số lượng phương tiện giao thông trên một địa bàn là không khoa học, vì số lượng phương tiện giao thông sẽ tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường, của người sử dụng dịch vụ giao thông, chứ không thể áp đặt theo tư duy của người quản lý. Lúc thắt chặt rồi, chúng tôi phải có những đơn vị còn lách luật ra các tỉnh xin giấy phép cấp phù hiệu, xong lại quay lại Hà Nội chạy vẫn cái số lượng xe đấy.
nhưng bao năm kêu khóc cũng không được cho gia tăng số lượng, bởi quyết định 24 ra cái thì tăng ồ ạt nhanh chóng một cách khủng khiếp, không quản lý nổi. Mình gọi luôn là nó là vỡ trận. Vỡ trận như thế mà cũng không quản lý, mà taxi truyền thống bao năm thì quản lý gò bó chặt dưới nhiều điều kiện. Ngoài ra, các điều kiện về giấy phép con sau khi đã có giấy phép kinh doanh như thủ tục đăng ký cấp phù hiệu cho phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải có bộ phận pháp chế để giải quyết các tranh chấp, kiện tụng được cho là không cần thiết, không ảnh hưởng đến các lợi ích công cộng của xã hội, nhưng lại khiến doanh nghiệp tốn kém rất nhiều về thời gian, chi phí và bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh. Ở lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã từng thống kê những điều kiện kinh doanh bất hợp lý như yêu cầu về quy mô, vốn của doanh nghiệp hoặc can thiệp quá sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp. Điển hình như Nghị định 19 năm 2016 về kinh doanh khí, quy hoạch doanh nghiệp phải có 100.000 vỏ bình ga loại 12kg mới đủ điều kiện kinh doanh. Để trang bị đủ số lượng vỏ bình ga đó, doanh nghiệp cần ít nhất 25 tỷ đồng, trong khi ở một số địa phương, nhu cầu thực tế chỉ khoảng 10.000 đến 20 bình ga. Các doanh nghiệp phân tích, nếu thực hiện điều kiện này, sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, doanh nghiệp trang bị đủ số lượng quy định, nhưng nhu cầu thị trường không cần đến. Một lượng bình ga là tài sản sẽ bị lưu kho. Thứ hai, là các doanh nghiệp không đủ tài chính trang bị vỏ ga sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Một vài doanh nghiệp lớn sẽ kiểm soát thị trường, tạo ra sự độc quyền. Cả hai trường hợp này đều gây ra thiệt hại về mặt kinh tế, đi ngược với các quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Và cuối cùng, người chịu thiệt hại nhất vẫn là người tiêu dùng. Ấn tượng nhất ở Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cái nhóm ở nhà kinh doanh ga ở Hà Giang, thì cách đây vừa tuần vừa họ vừa phát biểu, họ vừa mếu máo là năm ngoái tại ngồi lại hội trường này của VCCI chúng tôi có 29 người, năm nay 9 người đã ra đi, còn có 20 doanh nghiệp ra vì không đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn. Và khi chúng ta nghị định ga sau khi sửa nâng tiêu chuẩn thì bây giờ lại sửa theo đúng ngược lại là giảm tiêu chuẩn. Thế thì những doanh nghiệp họ đã chốt đầu tư tiền, có những doanh nghiệp đầu tư 5 tỷ, 10 tỷ, họ bảo thế thì nhà nước làm thế là gây thiệt hại cho tôi, không được, phải giữ nguyên cái thị trường. Bây giờ hạ xuống thì các doanh nghiệp ga khác vào cạnh tranh thì tôi chết ạ. Thế như vậy là cái doanh nghiệp bảo không, anh không được hạ, thậm chí tôi phải tăng thêm cái điều kiện về kinh doanh ga. Và như vậy trong cái phát biểu đó thì có những doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn nói rằng điều kiện kinh doanh ga của Việt Nam hiện nay còn quá thấp, phải nâng cao hơn nữa. Chứ vì họ có rồi, họ chót đầu tư rồi. Một số quy định về điều kiện kinh doanh mang tính chất vòng tròn như kiểu muốn đăng ký làm tổng đại lý một ngành hàng nào đó thì phải có ít nhất 20 đại lý phân phối. Nhưng các đại lý phân phối lại chỉ được ký hợp đồng với tổng đại lý đã có đủ điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp không biết phải đáp ứng điều kiện nào trước, điều kiện nào sau và không thể thực hiện được nếu không tự mình mở ra 20 đại lý phân phối rồi lại làm tổng đại lý. Một ví dụ tiếp theo, dù mới chỉ là dự thảo nghị định, nhưng cũng đã gây ra một làn sóng phản đối. Đó là dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương mới đây. Trong dự thảo có các quy định như siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ. Mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đợt giảm giá diễn ra trong tối thiểu 30 ngày. Siêu thị tiêu chuẩn phải có diện tích kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2, phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Quy định rằng là các siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tối thiểu từ 10 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Thì một quy định như vậy thì cũng không rõ là cái mục tiêu để làm gì và thông điệp chính sách là như thế nào. Điểm thứ nhất là dự thảo quy định về cái việc là đối với hệ thống siêu thị thì phải 30% cái diện tích trưng bày là phải dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Cái này thì tôi nghĩ nó cũng về cái việc để thực thi được cái việc này ấy, nó rất là khó. Ở cái điểm là khi mà hàng hóa mà vào hệ thống siêu thị chúng tôi ấy, thì chúng tôi không có nghiêng về một cái doanh nghiệp nào hoặc là nghiêng về một cái hình thức kinh doanh nào của các nhà cung cấp.
mà chúng tôi chỉ căn cứ vào các cái hàng hóa của cái nhà cung cấp đó đưa đến cho chúng tôi có đầy đủ theo những cái quy định của hệ thống siêu thị đặt ra không, về cái việc là giấy tờ rồi vệ sinh an toàn thực phẩm rồi những cái quy định khác của nhà nước để mà chúng tôi cập nhật cái hàng hóa đó. Chính vì vậy mà cái quy định này thì tôi cho là nó không khả thi đối với hệ thống siêu thị cũng như là các trung tâm thương mại. Tiếp tục về câu chuyện điều kiện kinh doanh gây bức xúc, đó là Nghị định số 09 năm 2016 quy định kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, các loại muối ăn trực tiếp và muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được bổ sung iốt. Theo các doanh nghiệp, việc kiểm tra các doanh nghiệp thực phẩm có sử dụng muối iốt sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Lý do là một số sản phẩm thực phẩm nếu có thêm iốt trong thành phần sẽ gây biến màu, biến mùi, mất khả năng chống oxy hóa. Và đặc biệt, sản phẩm không đảm bảo được chất lượng như công bố của nhà chế biến hoặc theo tiêu chuẩn thành phẩm. Quan trọng hơn, trong nhiều trường hợp doanh nghiệp làm theo đơn hàng, không thể tùy tiện bỏ thêm chất gì cũng được. Hơn nữa, iốt rất dễ bay hơi khi qua chế biến nhiệt, nên dù sử dụng muối có bổ sung iốt cũng không có tác dụng. Trên đây là những câu chuyện điển hình của việc doanh nghiệp đã, đang và sẽ gặp khó khăn như thế nào với các điều kiện kinh doanh bị cho là thừa, vô lý và can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Với những ví dụ mà chúng tôi tổng hợp được ở phóng sự trên, có thể thấy các doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn do các điều kiện kinh doanh thừa, vô lý gây ra như thế nào. Tuy nhiên, rất may là sau những chờ đợi, sau những nỗ lực phản hồi, thì chính phủ và các bộ quản lý trực tiếp cũng đã nhìn ra sự bất cập và đã có những tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thực tế, doanh nghiệp đã rất lo ngại về việc điều kiện kinh doanh cũ cắt chưa xong thì điều kiện kinh doanh mới đã mọc ra. Điển hình là Nghị định 27 năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 11 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa so với quy định trước, nhưng lại có tới 115 điều kiện kinh doanh được bổ sung. Và cộng đồng doanh nghiệp gọi đó là bỏ 1, tăng 10. Tuy nhiên, cũng đã có những nỗ lực lắng nghe doanh nghiệp trong tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh. Thông tin mới nhất là sau 5 lần trình dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh vận tải bằng ô tô, ngày 30 tháng 8 năm 2018 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được chỉ thị từ Chính phủ phải sửa đổi dự thảo nghị định này lần thứ 6 trước khi trình Chính phủ. Rồi, sau thời gian lắng nghe, ý kiến đánh giá từ các chuyên gia và các doanh nghiệp về bản dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối, được cho là can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, sẽ làm phát sinh những điều kiện kinh doanh vô lý và bắt bí doanh nghiệp. Thì ngày 27 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã có quyết định dừng xây dựng dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối. Đó thật sự là một quyết định kịp thời và hợp với lòng doanh nghiệp. Tôi cũng chỉ sợ rằng là chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên, chứ nó không ngắn lại. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Nghị định 87 năm 2018 về kinh doanh khí cũng đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 để thay thế Nghị định số 19 năm 2016 đang trói buộc doanh nghiệp kinh doanh khí. Theo đó, những điều kiện kinh doanh trói chân doanh nghiệp như những yêu cầu về quy mô đã được bãi bỏ. Vậy là kể từ 1 tháng 8 năm 2018, những điều kiện kinh doanh kiểu như phải có 100.000 vỏ bình ga cùng bồn chứa 300 mét khối, có số lượng chai với tổng dung tích tối thiểu 2,6 triệu lít, có kho tổng dung tích có bồn chứa tối thiểu 3.000 mét khối ga, có số lượng chai ga với tổng dung tích chứa tối thiểu 3,9 triệu lít, v.v. sẽ bị loại bỏ. Hay như năm ngoái, ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6134 về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối iốt. Trong đó,
chỉ kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất muối iốt, không kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có sử dụng muối iốt. Rõ ràng đã phải trải qua một quá trình, các doanh nghiệp lên tiếng thì các nghị định, dự thảo nghị định có nhiều điều gây khó cho doanh nghiệp mới được sửa đổi. Rõ ràng là các bộ ngành cũng đã có những động thái lắng nghe doanh nghiệp. Có thể là chậm, nhưng có lẽ đó cũng là tín hiệu vui để khẳng định lắng nghe doanh nghiệp là rất cần thiết để có được một môi trường kinh doanh minh bạch, thống nhất và các điều kiện kinh doanh thực sự có chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động. Theo tôi thì cần phải cải thiện một cách thực chất về để đem đến cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mà tập trung vào những cái cải cách về thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện về những cái thể chế mà ở địa phương là những cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Và chúng ta sẽ phải làm thế nào đó để quy trình về thực hiện những cái quy định pháp luật đó nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, những thủ tục minh bạch và rõ ràng, thì cái chúng ta càng minh bạch đến đâu thì cái khả năng mà giảm những chi phí không chính thức nó sẽ càng được tăng đến đấy. Với tốc độ cải cách như hiện nay thì nếu nói 2018 thì khó đạt, nhưng giữa 2019 thì chắc là đạt được cái mục tiêu là bài bỏ ít nhất là 50% số điều kiện kinh doanh hiện hành. Số điều kiện kinh doanh hiện hành là thống kê của 2017. Chúng tôi nghĩ là sau nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ đầu năm 2018 thì đây là một cái công cụ, một cái kim chỉ nam để cho các cái bộ ngành, các cái tỉnh thành phố để tiếp tục cắt giảm. Bởi vì từ 2016 đến nay thì chúng ta đã cắt giảm được hơn 50%. Nhưng còn 50% còn lại thì rất nhiều các cái tổ chức hiệp hội, các cái doanh nghiệp tại các diễn đàn vẫn yêu cầu lãnh đạo quản lý nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành vẫn phải tiếp tục cắt giảm. Bởi vì nếu càng cắt giảm bao nhiêu thì sẽ tạo mọi điều kiện về đầu tư kinh doanh một cách nó thuận lợi, một cách công bằng, một cách minh bạch. Cái thách thức lớn nhất là hiện nay khi mà chúng tôi cũng nghiên cứu xem xét những cái phương án đơn giản hóa thì các cái thứ nhất là các bộ có tiến triển thì là cái điểm mừng, nhưng cái mà tôi vẫn nhìn nhận là hiện nay cái số điều kiện kinh doanh mà cắt giảm vẫn đang ở cái phần tôi gọi là phần dễ. Phần dễ có nghĩa rằng là họ mới chỉ gọi là tập trung vào những cái điều kiện mà nó vô cùng dễ, đọc lên cái có thể thấy rằng nó không hợp lý, đọc lên cái có thể thấy một người bình thường cũng có thể thấy rằng là nó không cần thiết. Ví dụ như các cái yêu cầu là có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, hay là có địa điểm rõ ràng, hay là những cái như vậy, những cái điều kiện đấy nó mới chỉ dừng lại ở cái phần mà tôi tạm gọi là bỏ đi thì chưa chết ai, hay là bỏ đi thì chưa ảnh hưởng gì lớn đến cái gọi là câu chuyện quản lý của các bộ ngành. Phần cuối của chương trình theo thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Trần Hằng ở địa chỉ email trầnhằng@gmail.com có hỏi: Thưa luật sư, rất mong luật sư tư vấn giúp tôi một thủ tục như sau. Tôi muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục như thế nào? Cảm ơn luật sư ạ. Cảm ơn bạn Trần Hằng đã hỏi. Với nội dung câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất, bạn chưa nói rõ cho tôi là bạn muốn thành lập loại hình doanh nghiệp nào, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ phần, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hay doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để thành lập được công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải thì trước tiên bạn phải xin giấy phép thành lập doanh nghiệp. Bạn phải chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép thành lập doanh nghiệp nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 3 ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn. Còn nếu trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có văn bản trả lời cho bạn và nêu rõ lý do vì sao chưa chấp thuận hồ sơ của bạn. Sau khi bạn thành lập xong doanh nghiệp, sau khi bạn có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thì bạn chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh vận tải nộp vào Sở Kế hoạch vào Sở Giao thông Vận tải. Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận tải nộp vào Sở Giao thông Vận tải gồm có đề án thành lập đề án kinh doanh vận tải và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ của người đại diện pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải. Sau khi Sở Giao thông Vận tải xem xét hồ sơ của bạn, nếu hồ sơ của bạn đủ điều kiện thì Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp phép kinh doanh vận tải cho bạn.
và sau khi đủ giấy phép của Sở Giao thông Vận tải với giấy đăng ký kinh doanh thì bạn hoàn toàn có quyền được kinh doanh lĩnh vực vận tải mà bạn đã đăng ký. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.